Sông Trầm thì ai cũng thấy sông Trầm, nhưng mà cách của Kỳ Lân nó đặc biệt lắm. Nó vừa sang, vừa độc, vừa lạ. Đây cũng thuộc xem là một thú chơi xa xỉ, nhưng không phải là xa xỉ không mà nó đem lại phong thủy. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với buổi xem clip giới thiệu một cái phong thủy, một cái thú chơi phong thủy mà Kỳ Lân đang trải nghiệm và cũng đang phục vụ cho tất cả khách hàng. Kỳ Lân là một người cũng rất là đam mê những cái gì về đồ phong thủy, và đặc biệt là những cái gì nó đem lại điều may mắn thuận lợi cho mình, nhất là về những cái điều phục vụ cho phong thủy tốt hơn. Thì trên bàn thì Kỳ Lân đã chuẩn bị sẵn những cái đồ mà Kỳ Lân sẽ trình bày. Thì chủ đề của clip này là Kỳ Lân nói về trầm. Thì thường thì như quý khách đã biết là từ xưa đến giờ, thì từ thời ông bà chúng ta, từ thời vua chúa, tất cả những cái thế hệ đi trước, thì những người mà có tiền, những người mà muốn cho cuộc sống tốt hơn theo một cách là tâm linh hay là phong thủy tốt hơn để cho mọi điều nó trở nên thuận lợi hơn, thì người ta sẽ chơi trầm và xông trầm. Thì từ thời vua chúa cũng đã xông trầm rồi, những điều kiện có thì nên xông. Thì Kỳ Lân cũng khi mà Kỳ Lân làm kinh doanh á, thì công việc thật sự luôn nó cũng không thể nào mà thuận lợi hết được, nhưng mà mình có niềm tin và mình muốn một cái gì đó phong thủy tốt cho mình, và nó trừ bất tà khí để nó tạo cho chúng ta những cái điều tích cực tốt đẹp. Thì khi mà Kỳ Lân bắt đầu xông trầm thì Kỳ thấy mọi vấn đề và hiệu quả nó rất là rõ rệt. Không phải là xong, nó có thể là cũng khó lý giải lắm. Thực sự trong xã hội này có rất nhiều cái khó lý giải, và khi mới chơi thì mình không thể cảm nhận được. Nhưng mà từ khi bắt đầu chơi dần đến lúc mình thích nó rồi, mê nó rồi, và mình thấy được cái hiệu quả đem lại phong thủy rất tốt, và mình thấy điều này cần chia sẻ. Và Kỳ Lân đã chia sẻ dịch vụ này về trầm cho quý khách. Từ thời xưa thì đã được chơi trầm kiểu như là xong bằng lọ như thế này, và sau này tiến hóa lên là bằng điện. Thì sẽ có chính nhiệt độ ở đây, và trong này sẽ rất nóng. Mình chỉnh nhiệt độ từ 150, 180, 210 độ và bỏ trầm vào cái khay này để cho nó nóng suốt ngày. Nhưng mà kiểu này thì bình thường quá. Nhưng mà Kỳ Lân đã sáng chế ra, tự tin cho là rằng mình là người sáng chế ra cách kiểu chơi trầm như thế này. Thì đây là một phong cách mới, một phong cách mới hoàn toàn mới luôn. Là trước giờ quý khách xem trong phim cổ trang, phim lịch sử từ vua chúa các kiểu, thì mình sẽ thấy một cái lọ trầm mình bỏ vào sông thì nó thời đại trước nó như vậy rồi. Nhưng mà hôm nay Kỳ Lân phá cách. Sông trầm thì ai cũng có thể sông trầm, nhưng mà cách của Kỳ Lân nó đặc biệt lắm. Và nhìn cái background khung cảnh Kỳ Lân đang ngồi đây, tức là nhìn cái bối cảnh này thì chắc chắn sẽ có nhiều comment khác nhau về nói về nhiều cái. Kỳ Lân tin chắc điều đó. Rồi bây giờ Kỳ Lân sẽ thực hiện thử cách xem sông trầm phong thủy như thế nào. Và rất nhiều những người thành đạt, nói chung là tất cả, hầu như Kỳ Lân thấy những người thành đạt và rất mê trầm và thích trầm. Bản thân Kỳ Lân cũng rất thích trầm, và khi Kỳ Lân ngửi được cái mùi trầm nó tạo cho mình cái sự thanh tịnh và nhẹ nhàng, nó trừ được tà khí và nó đem những cái điều thuận lợi tích cực rất là tốt. Và bây giờ để không mất thời gian của khách nữa, Kỳ Lân tiến hành. Đây là cái cúp, và Kỳ Lân sẽ đổ cái này vào. Quý khách biết để làm chi không ạ? Thêm một tí nữa nha. Ok, khi để vào để cho nó không bị nóng và nó giữ được nhiệt cho than. Rồi ok, tiếp tục. Đây là một cái gì vậy? Quý khách comment đây là cái gì giùm em. Trước khi Kỳ Lân bỏ vào thì Kỳ Lân sẽ làm một cái lỗ cho nó gọi là thoáng khí. Khi mà mình chơi trầm á, mình thưởng thức trầm á, thì kèm với nước trà và nghe nhạc thiền, nhạc tĩnh, con người mình nó vô nó cảm nhẹ nhàng lắm. Khi mà một cái không gian nó tuyệt vời như vậy mà mình được trải nghiệm thì thích thú lắm. Ví dụ như một ngày làm việc mệt mỏi, rất mệt mỏi, mà khi đi về phòng trầm của mình, nghe mùi trầm thơm, nghe nhạc nó nhẹ, và có không khí, đặc biệt là cái mùi, nó tạo cho mình sự thanh tịnh vô cùng, và mình tĩnh tâm lại được rất nhiều cái.
và nó cũng đem lại cho chúng ta rất nhiều điều may mắn. Cho nên là không phải tự nhiên mà những người thành đạt, những vua chúa mà chọn trầm để mà xong đâu. Và khi than bắt đầu cháy rồi thì mình bỏ trầm lên. Đây là những trầm thiên nhiên. Trầm thiên nhiên thì có rất nhiều giá, rất nhiều phân khúc. Càng nhiều dầu, dầu càng đen. Và trầm chìm. Chìm nghĩa là bỏ vào nước nó sẽ chìm á. Thì giá sẽ rất là mắc. Đó. Vừa để vào thôi là nghe mùi thơm, rất là thơm. Đây cũng thuộc xem là một thú chơi xa xỉ, nhưng không phải là xa xỉ không mà nó đem lại phong thủy. Khi một gian hàng làm việc, khi nơi làm việc mà chúng ta xong trầm thì một người khác bước vào, người ta cũng thấy thanh tịnh lắm và rất là dễ chịu. Và đặc biệt mùi trầm nó bám vào áo quần á, nó tạo mùi thơm lâu lắm. Thậm chí ví dụ như Kỳ Lăng đang xong đây đúng không, thì cái khói của trầm nó sẽ bám vào người của mình, và Kỳ Lăng đi đâu là người khác cũng nghe mùi, thậm chí về tắm luôn, tắm xong vẫn nghe mùi trầm. Đặc biệt như vậy, đó là phải trầm thiên nhiên, đó phải như thế. Thì trầm Kỳ Lăng chọn là trầm phân khúc cao cấp, tất cả trầm, tại vì Kỳ Lăng là đơn vị chuyên về những đồ luxury cao cấp, cho nên tất cả những gì liên quan đến sản phẩm hay dịch vụ của mình thì Kỳ Lăng chọn phân khúc cao cấp và siêu cao cấp hết. Trầm cũng vậy, trầm Kỳ Lăng chọn là phân khúc cao và giàu nhiều, đem lại những gì tốt đẹp nhất cho mình khi chơi trầm. Bởi vì mình đã chơi phong thủy rồi thì mình phải chơi cho nó chuẩn thì hiệu quả nó sẽ tối đa. Thì thật sự nói về phong thủy tâm linh thì có nhiều điều mà trong cuộc sống này không ai lý giải được, rất nhiều vấn đề không lý giải được. Nhưng không phải tự nhiên mà ông bà chúng ta từ thời vua chúa đã bắt đầu sử dụng trầm, từ đốt trầm, xăm trầm và đeo dây trầm, nó đem lại những điều tích cực, phong thủy tốt và nó trừ tà khí. Vì vậy khi mà Kỳ Lăng đã bắt đầu chơi trầm, Kỳ Lăng đã cảm nhận được rõ rệt điều đó. Lúc mới chơi thì mình cũng như bao nhiêu người khác thôi, cũng của chú trầm nó bình thường, nhưng mà tại sao bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu từ đời ông bà vua chúa đã sử dụng rồi thì Kỳ Lăng dùng thử như thế nào? Thì lúc đầu dùng thì nó chưa có gì làm khác biệt hết, nhưng mà dần dần trong một quá trình mình dùng, mình thấy có sự khác biệt rõ rệt, và đó là niềm tin của mình. Và chắc chắn rất nhiều khách hàng và nhiều quý khách đang tin hơn Kỳ Lăng nữa, nhưng mà đây là Kỳ Lăng thực nghiệm bằng chính bản thân mình, và Kỳ Lăng tin tưởng tuyệt đối vào cái điều này. Chính vì vậy Kỳ Lăng đã bắt đầu chuyên sâu vào trầm và cung cấp sản phẩm cũng dịch vụ trầm đến với tất cả quý khách. Nếu như quý khách nào có nhu cầu về chơi trầm thì cứ liên hệ với Kỳ Lăng. Gọi hotline cho Kỳ Lăng 0901 247 247, hoặc là kết nối qua Zalo số hotline đó luôn 0901 247 và 247. Phong cách chơi trầm này thật sự là phải rất độc, và bản thân mình cũng không ngờ là mình nghĩ ra cái phương pháp chơi trầm mới này luôn. Nhiều người mới đầu vô clip xem bảo ủa cái gì mà ngộ ngộ vậy, vừa có dĩa này vừa khò đốt gì tùm lum hết, rất là sẽ thắc mắc. Nhưng mà sau khi xem clip xong sẽ rất là thú vị, bởi vì từ xưa giờ là xong trầm trong mấy cái lọ mà nó vừa sang vừa độc vừa lạ mà rất là chắc, cực kỳ chắc. Mọi người vào phòng của mình, vào serum của Kỳ Lăng, thấy Kỳ Lăng xong trầm cái này rất thích, cực kỳ thích luôn. Và đặc biệt là Kỳ Lăng có một phòng chuyên để chơi trầm. Phòng chơi trầm đẹp lắm. Trà, rất nhiều trà. Thường người ta nói là chơi trầm với trà, trầm trà là nó sẽ đi đôi với nhau. Chơi trầm không uống trà thì nó cũng chưa có thú vị lắm, mà chơi trà không chơi trầm thì nó cũng thú vị lắm. Showroom của Kỳ Lăng thì luôn luôn chào đón tất cả quý khách. Kỳ Lăng rất mong muốn được quý khách đến tham quan và giao lưu tại showroom của mình. Thì ngày nào Kỳ Lăng cũng xăm trầm hết.
Khi nào quý khách cảm thấy stress, mệt mỏi, không phải là đến mua hàng đâu nha. Kỳ Lân luôn luôn phục vụ theo phương châm là giao lưu. Tất cả khách hàng đến với nhau, mình biết nhau là một cái duyên và gặp nhau là một cái duyên. Nên khi biết duyên với nhau thì luôn luôn tạo cơ hội để giao lưu với nhau. Và Kỳ Lân rất muốn điều đó và cũng hy vọng quý khách cho Kỳ Lân điều đó luôn. Đến với Kỳ Lân thì để mà giao lưu để kết nối nhiều vấn đề và trao đổi những công việc hay là trò chuyện với nhau, thưởng thức trầm, uống nước trà, nghe nhạc thanh tịnh, nhẹ nhàng tạo cho mình sự thanh thản và tạo cho mình sự thanh tịnh và thú vị. Kỳ Lân luôn luôn mong muốn được quý khách đến giao lưu. Và bây giờ Kỳ Lân xong thêm, cứ xong mic. Khi mà đã xong rồi á, đã quen tay rồi á. Bình thường thì Kỳ Lân thích đốt trà như thế này. Ví dụ như bình thường á, thì lúc trước Kỳ Lân chưa sáng chế ra cái chiêu này á, thì Kỳ Lân thường là rải trầm, đốt trầm và rải. Có nghĩa là khi mình đốt đừng để nó cháy, khói cháy thành than, cháy lửa là nó sẽ bị khét và bị mất cái mùi thơm và nó không có tốt. Trầm là mình chỉ cần đốt cho nó vừa hơi nó xì dầu lên là mình thả ra, là nó sẽ ra khói trắng, nó sẽ bay rất là thơm. Kỳ Lân thường lúc trước chưa sáng chế chiêu này thì cứ rải trầm nha. Mà đốt miếng nó quen, thành thói quen luôn, không đốt gì không được. Mình đốt thứ nhất là cái tay nó quen, thứ hai là cái mùi nó nồng vào mình, nó thơm vào mình, nó bay vào mình, nó đã lắm. Nên nghiện trầm là có thiệt. Cái này thì chắc bác nào chơi, quý khách nào chơi bác sẽ hiểu thôi, Kỳ Lân không cần nói nhiều. Còn quý khách chưa chơi thì khi đã chơi rồi sẽ hiểu được Kỳ Lân nói ngày hôm nay. Có thể những quý khách chưa chơi và chưa biết thì có thể comment này comment kia, nhưng mà khi chơi rồi sẽ rất thích giao lưu với Kỳ Lân, vì là Kỳ Lân khẳng định tự tin điều đó. Và như vậy thì Kỳ Lân đã giới thiệu cách chơi trầm ngày hôm nay đến đây là xong. Và nhiều cách chơi hay lắm và nhiều cái thú vị nữa về trầm cũng như về những sản phẩm luxury cao cấp, siêu cao cấp Kỳ Lân. Hy vọng là sẽ được quý khách đón xem trong thời gian sắp tới. Và cũng cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian của mình để xem clip của Kỳ Lân. Một lần nữa Kỳ Lân chúc tất cả quý khách tràn đầy sức khỏe và luôn thành công, luôn đạt được những gì mình mong muốn, và hãy đến với Kỳ Lân để giao lưu những điều thú vị. Mọi thông tin chi tiết hãy truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com, hotline cũng như Zalo 0901 247 247. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.